Yo, hello, what's up chào anh em nha. Chào quay trở lại với channel mình đây, từ đường phố đấy mọi người nha. Xin chào anh em game hay tạp chí mình đây, từ đường phố đấy bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay. Trước vào video cho anh em xem video, vẻ đầu video anh em xin một like và một subscribe của channel phát triển nha, của người rất nhiều. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi review tướng mới anh em. Nói chung thì việc xuất hiện tướng mới Kaido thì tôi biết là cá nhân anh em sao, thì với tôi thì vẫn là một cái gọi là hóng chờ đấy anh em. Còn đâu, việc ra mắt tướng là cái điều chúng ta kiểu như là không quá bất ngờ đấy anh em. Kiểu Kaido là chắc chắn sẽ ra rồi nên là không quá bất ngờ anh em. Hôm nay thì chúng ta kiểu là đi xem Kin thôi. Tôi thì vừa mới đi đưa cả gia đình đi ăn xong, anh em vừa về thì có ghé qua xem video rồi, cũng lấy thêm thông tin của video rồi. Thì tôi vừa mới xem qua video thì thấy có vẻ như là Kaido lần này của chúng ta chỉ là tướng kiểu có nhau nhỉ. Nếu như mà kiểu như Luffy thì kiểu không có bản đầu anh em. Kiểu Kaido này chỉ Kaido bản đầu đấy anh em, chứ chưa thể nào nó là Kaido hết sức mạnh được các bạn. Cái này chưa biết rồi, chúng ta phải đi phân tích anh em nhé. Thấy thông báo của chưa phát à? Tôi thấy thông báo về sự kiện Champion V-League 2022 rồi mà chưa có quà. Ok, ảo thế. Ngoài ra thì chúc mừng 30 bạn đã may mắn nhận được gift code của nhà phát hành trong tối hôm qua nhé. Thấy có 30 phần quà có đen dùng riêng mà có một phần code dùng chung nữa anh em. Thì chúng ta cũng điểm qua, giờ thì bắt đầu không dài dòng anh em, review từ mới thôi. Ok anh em, tướng mới này chúng ta thì các bạn biết rồi, là Kaido. Và để nói về vị tướng Kaido của này, chúng ta anh em nếu mà nói về về độ đẹp trai thì chắc là không qua địch lại các bạn. Một với một cái gọi là cấu hình của nhà phát hành tạo cho tướng Kaido lần này thì tôi nói các bạn phải nói là bá cháy luôn anh em. Siêu đẹp, siêu ngầu. Trời ơi, khuôn mặt của Kaido không thể nào tưởng tượng, có thể miêu tả bằng hai từ anh em. Rất đẹp và rất tuyệt các bạn. Hào la, hào la, quá tuyệt vời các bạn, không gì miêu tả. Rồi, chúng ta bắt đầu khởi động anh em với skin đầu tiên, đó là nhiệt tức lộ anh em. Đây là một trong những kia sở kỹ năng đặc biệt, vô cùng đặc biệt của Kaido khi chuyển sang dạng hóa thành dạng thú anh em. Có sức công phá và nó cực kỳ khủng khiếp các bạn. Và vô game này chúng ta có thể là gây sát thương bằng 350 phần công, kèm theo sát thương trực tiếp tương đương 25% HP tối đa của bản thân lên 4 địch ngẫu nhiên. Mục tiêu có 85% nhận thêm một lần tương tự, đồng thời tạo dấu ấn thực thần lên chúng. Thực thần vô hiệu hóa mọi sát thương gây ra liên tục trong vòng 2 lượt tới. Ui, cái này thì hơi khét các bạn, nhưng mà cá nhân tôi thì tất nhiên là việc mà bung kin quá mạnh ấy thì sẽ ảnh hưởng đến các con tướng khác và ảnh hưởng đến meta và cả ảnh hưởng đến lối chơi. Thật sự là tôi cũng hiểu điều đấy anh em, nhưng mà các bạn có thể công nhận với tôi là cái kin này nó kiểu cảm giác nó vẫn hơi đuối không? Có nhiều ông sẽ bảo là mạnh thì tôi biết rồi, nhưng mà ý là cảm giác ở đây có nghĩa là nó kiểu chưa hết tầm anh em. Bởi vì nếu đây là kin game A, theo cá nhân tôi đây là Kaido thì thôi cứ book đi 550 công. Hoặc là 550 công cũng được các bạn, hoặc 700 công cũng được, 700% công luôn. Bởi vì dù sao là tướng ấy rồi anh em, đâu về sau thì bích lại sao. Nhưng mà nếu bung quá như thế thì nó ảnh hưởng đến meta và ảnh hưởng đến tướng anh em. Nhưng mà nhìn đọc kin này cảm giác nó chưa quá tầm của Kaido với cái nộ tức này anh em. Đấy, nhưng mà đây là kin nộ anh em nhá. Cái kin này chính là cái kin mà ngay đoạn đầu vừa mới vào chắp ba lô mà đoạn Kaido phóng ra bắn nổ quả lùi anh em. Lúc tôi xem là tôi đoán ngay rồi, mấy kin này không khác gì đe Kaido thời niên thiếu rồi anh em. Vì chúng ta chưa có đoạn đánh nhau với Luffy anh em, đánh đoạn nhau với Luffy mới tung hết kỹ năng ra đấy, còn mạnh hơn nhà nhiều. Ok, nhưng mà nói chung thì dấu ấn đầu tiên đó là thực thần anh em, vô hiệu hóa mọi sát thương gây ra từ mục tiêu trong 2 lượt anh em. Một cái kin phải nói là vô cùng nặng đây các bạn. 2 lượt, bây giờ 1 lượt thôi, qua được 1 lượt trong game thôi anh em đã là một câu chuyện rồi. Mà để được 2 lượt cho qua là anh em biết là cái mức độ nó ảnh hưởng cỡ nào rồi các bạn. Nó rất là nguy hiểm luôn. 2 lượt không phải là ít anh em nhé. May là mới chỉ tấn công có 4 kẻ địch thôi anh em, còn 2 cháu tấn công được. Và có 85% thôi anh em, chứ không phải là 100%. Ok, đây hình dạng của Kaido đây anh em. Trời ơi, Kaido mặt xệ. Sao lại có cái tạo hình đẹp thế này à trời. Rồi tiếp tục anh em. Tiếp tục với 3 quả kim tiếp theo đến từ Kaido anh em. Cơ thể bất tử tăng 65% HP, 40% công, 100 kháng xuyên thủ và 55% miến chống và 50 độ. Thì vẫn như câu nói ban đầu đấy anh em, tất nhiên là Kaido nó là được búp gọi là quái vật mạnh nhất rồi anh em. Thì nhưng mà vào trong game cũng chỉ là một nhân vật thôi, nên là cái sức mạnh không thể nào bung quá tầm được. Nếu như quá tầm nó sẽ ảnh hưởng đến meta và con tướng, nên là như này cũng là phù hợp thế thôi. Thì tính ra như Kaido là phải khủng hơn nhiều anh em. Người nếu khủng quá thì về sau các meta về sau với các tướng về sau lại khủng theo. Nhưng mà tôi thấy cũng hợp lý anh em, bởi kiểu bây giờ bung Kaido mạnh ấy thì về sau ra kiểu Luffy, Zoro rồi Sanji tham kit đó anh em. Sau Chapalo đó, để cả lau hay là kit anh em, thì các bạn thì nhà phát hành sẽ bung được toàn sức mạnh lên luôn anh em, thì đánh nó sẽ fail hơn nhiều. Đúng anh em cảm nhận thế vậy không? Cái này là ý kiến cá nhân tôi nhá, kiểu cảm nhận mình kiểu xem phim mình nghiện quá ấy.
Xong qua đây kiểu xem thấy tướng này mình vẫn cảm giác kiểu chưa vừa lòng các bạn. Ừ, hơi yếu đúng không? Nó sức mạnh thì quá ok rồi các bạn. Tiếp theo, sinh vật mạnh nhất anh em. Đầu mỗi lượt tăng vinh viễn 35% công, 100 sát thương chuẩn, đồng thời hồi 15% máu HP tối đa. Tôi nghĩ Kaido sẽ là một con mon tướng ở trong meta chơi cực kỳ lâu đấy anh em, còn chán mới đổi được các bạn với những cái skin bá đạo như này các bạn. Khét thật sự các bạn, càng đấy. Và cuối cùng là Lôi Minh Bát Quái, một trong những skin hiện tại cũng đang khá là ấn tượng của Kaido. Khi bản thân bị tấn công, Kaido gây sát thương 300% công lên kèm sát thương. Từ các bạn, khi bản thân bị tấn công uầy lại đánh ké các bạn, vẫn đánh ké anh em, trời ơi vẫn phản nam đánh ké. Để xem nó phản nam tầm nào. Kaido gây sát thương 300% công lên kèm sát thương trực tiếp tương đương 20% HP tối đa của bản thân cho kẻ địch vừa tấn công. Rồi đây Kaido mới là lên nâng công hay nâng HP thì phù hợp anh em nhỉ. Bây giờ tướng trung bình cũng như là cháu ấy lên được 40 triệu luôn anh em, 40 triệu để HP. Còn đâu pool đồ thứ thì tôi biết là mấy bác tốt thì nâng đến từ 50 triệu không biết, nhưng mà thì tướng tôi đang mạnh nhất là hình như là 40 triệu đúng không? 20% của 40 triệu là vào 8 triệu. Chắc thương trực tiếp anh em. Uầy. Deal HP anh em. Chỗ này chắc deal HP các bạn cho cái địch vừa tấn công. Và có 75% tạo thêm một dư chấn với mức sát thương bằng 70% sát thương vừa tạo ra các bạn. Ví dụ như đánh được 10 triệu điểm HP thì nó bồi thêm phát nữa là 7 triệu nữa anh em, là 17 triệu điểm HP một lượt đánh. Ui mẹ ơi. Thôi cũng đủ bá rồi anh em, thế này tôi thấy cũng đủ bá rồi các bạn. Trời ơi. Để đọc đến skin này thì mới thấy anh em đủ bá rồi các bạn. Ui phê quá, thế này thì còn đâu nữa các bạn. Tôi thích xem lại skin này. Anh đăng skin này phân tích hơi thiếu. À đây anh em. Sát thương tương đương trực tiếp 25% HP tối đa bản thân cho 4 kẻ địch. Ui thế này thì đúng rồi các bạn, cũng đau rồi. Còn đòi đến đâu nữa anh em, quá khủng khiếp luôn rồi các bạn. Ừ, như này là cũng nặng rồi anh em, nặng gánh rồi. Ok, nói chung thì cũng phê các bạn. Đấy, skin của sinh vật mạnh nhất anh em, nói chung thì chờ ra mắt thôi. Ngoài ra thì hôm nay thì chúng ta có một quả con đen dùng chung, đó là 170k huyền thoại tặng mái đỉnh và 30 quả con đen dùng riêng. Cái này chắc là anh em cũng tranh nhau lấy nhau hết trên livestream rồi. Đó thì chúc mừng ba bạn đã nhanh tay nhận được gift code này, tổng có thể có 31 gift code trong buổi livestream tối hôm qua. Đó, chúc mừng anh em. Giờ thì về game nhập code xem thế nào các bạn. Ok anh em, đó, code đấy thì tức là dừng tập này thì không còn nữa rồi anh em, chúng ta có quả con đen dùng chung hiện tại còn nhập được thôi thì anh em tranh thủ nhập này. Ok các bạn, 170k huyền thoại hải tặc mái đỉnh. Ok. Có đen mới của nhà phát hành anh em, có đen YouTube mới. Uầy. Full 7 các bạn nhá. 170 tất cả mọi cái đều là 17 anh em. 1k 7 kim cương, 17 thùng bia, 17 cốc bia vàng, 17 xu vòng quay. Ô sao lại ảo thế nhá. Ảo thật đấy. Các bạn có thấy ảo anh em? Anh em nhìn thấy cái chỗ này nó có gì đó sai sai, tôi nhìn thấy nhìn nó có gì đó nó sai sai các bạn nhé. Tự nhiên đang 1717 tự nhiên dừng lại 1 xong lại 2 cái 7 nhỉ, ảo thật sự các bạn. Ừ. Không cho là thôi chứ sao lại đang 17 đúng rồi lại qua thành 1 mới cả 7 này. Ừ, hơi sai anh em nhưng thôi cũng được, có qua đây là ngon rồi anh em. Lộc. Ok. 4 bất cốc rồi, quay Pai Pai Pen các bạn. Tôi vẫn mua một khát khao ra shop anh em. Thật sự vẫn đang cần lắm một cháu ra shop này. Chỉ biết rằng ngay tuần sau là chỉ bị tướng mới rồi anh em. Nhưng mà vẫn không thể chịu được, vẫn phải cố gắng kiếm một cháu ra shop này anh em. Khó nhờ, một cháu ra shop này có vẻ hơi khó khăn anh em. 357 xu vòng quay, 131 cốc bia vàng. Ra shop. Đó. Đây ra được ra shop đỉnh. Ui. Kit với cả Carilla thôi anh em. Ok, ghé qua đấu trường nào. Lại xuống top 4. Thẻ sao mà cái ông này cứ thích đánh tôi xuống top 4 ấy nhờ. Lại thế mà không ăn được bác SOS anh em. Đấy, bạn như thế mà không ăn được bác SOS. Thế thôi mình lại vào xin bác SOS một lượt. Nói chung thì chuẩn bị chào đón vị tướng bá đạo nhất game anh em. Đây chắc là một con tướng bá đạo nhất game anh em, dù đúng hay sai với những skin hiện tại thì thôi cũng quá bá rồi các bạn.
Ừ, và đọc thì mới đầu thì nó có vẻ không chú ý lắm thì hắn còn cảm thấy hơi yếu anh em, cho đến cuối cùng thì thôi bá cháy quá các bạn. Nhưng mà thôi, búc thế cũng được rồi, búc thế về sau mấy tướng sau nó có đường mà búc nữa các bạn. Thì nói vậy tôi búc mạnh quá thì nó ảnh hưởng đến meta, gáy meta mất chứ phải không các bạn, không phải công nhận. Xem full bộ kin thì mới thấy công nhận Kaido của chúng ta là một con tướng phải nói là cực kỳ áp chế các bạn nha, phải nói cực kỳ mạnh luôn anh em. Vâng, ok, nói chung thì ngày mai thì tướng sẽ ra trận rồi. À đâu, quên đoạn sorry anh em, mai mai mới thứ tư, còn 2 ngày nữa anh em là chúng ta sẽ bước vào chuỗi sự kiện mừng sinh nhật 2 tuổi và cùng nhau đi săn Kaido được rồi. Giờ thì làm gì đâu, giờ ngồi đợi thôi anh em, nó dép cùng nhau hóng chờ thôi chứ làm sao giờ các bạn. Ừ, giờ thì chỉ vậy thôi. Ây da, điểm, ui, điểm bên này mình rất tận top mấy đây. Giờ mới được một cặp 7 ạ, ui tận top 5 mấy anh em. 30 ạ, top 30. Cũng khe đây. Ơi, tình hình vì video ngày hôm nay thì tôi cũng cập nhật qua tình quả cáp thế thôi anh em nhé. Clip kết thúc ở đây, hẹn gặp anh em ở clip theo. Giờ thì bye bye mọi người.